cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Người lao động khi đến 60 tuổi trở lên nếu không có lương hưu, không rút bảo hiểm xã hội một lần thì sẽ được nhận khoản trợ cấp hàng tháng. Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định người lao động nếu đủ điều kiện hưởng lương hưu thì sẽ được hưởng lương hưu, đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Với người lao động chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu và cũng chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí 75 tuổi thì được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng. Người lao động được hưởng trợ cấp hàng tháng cần đáp ứng đủ các điều kiện. Một là đủ tuổi nghỉ hưu khi luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực. Theo đó, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 61 tuổi 3 tháng và lao động nữ đủ 56 tuổi 8 tháng, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu. Hai là không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu. Ba là có yêu cầu được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình theo thời gian và mức đóng bảo hiểm xã hội. Mức trợ cấp hàng tháng thấp nhất được tính theo Điều 23 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng, căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ. Mức trợ cấp hưu trí được rà soát, điều chỉnh định kỳ 3 năm một lần. Để được hưởng trợ cấp hàng tháng, người lao động cần gửi hồ sơ đến cơ quan bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội, văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng. Người đang trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng thì được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Trường hợp người đang hưởng trợ cấp hàng tháng chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần cho những tháng chưa nhận và được hưởng một lần trợ cấp mai táng. Trong đó, điều kiện để nhận trợ cấp mai táng gồm người đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên, người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 sẽ có 6 trường hợp người lao động đủ điều kiện được lựa chọn hưởng lương hưu hoặc rút bảo hiểm xã hội một lần. Căn cứ quy định tại khoản 6 điều 70 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, những trường hợp sau đây, người lao động vừa đủ điều kiện hưởng lương hưu, vừa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần sẽ được lựa chọn hưởng lương hưu hàng tháng hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau. Người lao động là công dân Việt Nam ra nước ngoài để định cư, người lao động là công dân Việt Nam đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS. Người lao động là công dân Việt Nam có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng. Người lao động là người nước ngoài đang mắc một trong những bệnh ung thư bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS. Người lao động là người nước ngoài có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng. Người lao động là người nước ngoài khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn. Một chuyên gia lao động tiền lương đánh giá, việc quy định các trường hợp được lựa chọn rút bảo hiểm xã hội một lần hoặc về hưu nhằm tạo điều kiện cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, người suy giảm khả năng lao động hoặc định cư ở nước ngoài có thể lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện của bản thân. Quy định này giúp người lao động có thể chủ động lựa chọn phương án để giải quyết chế độ thuận tiện khi có yêu cầu. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã bổ sung quy định chế độ ốm đau nửa ngày để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động. Theo đó, mức hưởng trợ cấp ốm đau nửa ngày được tính bằng một nửa mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày. Khi tính mức hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau không chọn ngày, thì trường hợp nghỉ việc dưới nửa ngày được tính là nửa ngày, từ nửa ngày đến dưới một ngày được tính là một ngày. Ngoài ra, luật bảo hiểm xã hội mới cũng sửa đổi quy định về chế độ ốm đau dài ngày. Cụ thể, người lao động có thể hưởng chế độ ốm đau trong một năm tối đa từ 30 đến 70 ngày, tùy theo điều kiện làm việc, mức hưởng bằng 75% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Khi người lao động hưởng hết thời hạn trên mà vẫn tiếp tục điều trị, thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ trưởng Y tế ban hành được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức hưởng thấp hơn như sau.
bằng 65% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 30 năm trở lên, bằng 55% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm, bằng 50% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc dưới 15 năm. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhận định, luật bảo hiểm xã hội mới tiếp tục hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia bảo hiểm xã hội. Luật tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, đồng thời xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc đóng, hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã bổ sung quy định về mức trợ cấp tuất một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Theo đó, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định rõ, người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu khi tử vong thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được nhận mức trợ cấp tuất một lần như sau, bằng 1,5 lần mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội cho cả trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được nhận trợ cấp tuất một lần bằng 2 lần của mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi bằng số tiền đã đóng đối với trường hợp lao động có thời gian đóng chưa đủ 60 tháng. Đối với trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 lần của mức bình quân tiền lương và thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, chết hoặc được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu và được tính như sau. Trường hợp chết trong 2 tháng đầu thì mức trợ cấp tuất một lần bằng 48 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. Trường hợp tử vong từ tháng thứ 3 trở đi thì cứ mỗi tháng mức trợ cấp tuất một lần giảm 0,5 tháng lương hưu so với mức trợ cấp quy định nhưng không thấp hơn 3 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. Hiện lương hưu của người làm trong khu vực nhà nước đang được tính mức bình quân của các năm cuối theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, những người bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi sẽ hưởng lương hưu trên nền tiền lương của toàn bộ quá trình, tương tự như khu vực doanh nghiệp. Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 2024 được Quốc hội thông qua cuối tháng 6 tại kỳ họp thứ 7, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, đã quy định lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu của khu vực nhà nước và doanh nghiệp như nhau. Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi 2024 kế thừa quy định Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định tính lương hưu theo mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội khu vực nhà nước. Cụ thể, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau. Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm của toàn bộ thời gian. Theo luật mới, về cơ bản vẫn giữ nguyên quy định về mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trợ cấp một lần đối với người lao động trong khu vực doanh nghiệp. Theo đó, lương hưu của lao động ở khu vực này vẫn tính bình quân toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm xã hội, kế thừa quy định hiện hành của luật bảo hiểm xã hội 2014. Đồng thời có lộ trình điều chỉnh cách tính lương hưu khu vực nhà nước và doanh nghiệp như nhau. Đối với người đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi thì tính bình quân toàn bộ quá trình đóng tương tự khu vực doanh nghiệp. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định khu vực doanh nghiệp, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội chung của cả hai giai đoạn. Chính phủ sẽ quy định chi tiết nội dung này và mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng trong một số trường hợp đặc biệt. Về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương nếu có. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương tháng bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương. Trường hợp người lao động ngừng việc vẫn hưởng tiền lương hàng tháng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất thì đóng theo tiền lương được hưởng trong thời gian ngừng việc. Ngoài ra, một số trường hợp đặc biệt thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc do chính phủ quy định. Bên cạnh thay đổi cách tính lương hưu khu vực nhà nước, luật bảo hiểm xã hội 2024 cũng đã quy định cụ thể về mức tham chiếu thay cho mức lương cơ sở. Mức tham chiếu này sẽ dùng để tính mức đóng, mức hưởng một số chế độ bảo hiểm xã hội và do chính phủ quyết định. Khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu quy định tại luật bảo hiểm xã hội năm 2024 bằng mức lương cơ sở. Tại thời điểm mức lương cơ sở bị bãi bỏ thì mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở tại thời điểm đó. Mức tham chiếu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội. Căn cứ theo Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó, người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Khi tử vong hoặc bị tòa án tuyên bố là đã tử vong, thì thân nhân được hưởng tiền tuất hàng tháng nếu thuộc một trong 4 trường hợp sau. Thứ nhất, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên. Thứ hai, người lao động đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu. Thứ ba, người lao động tử vong do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Thứ tư, người lao động đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Tuy nhiên, không phải thân nhân nào của người lao động cũng được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, mà chỉ có thân nhân đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 mới được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 cũng quy định thân nhân của đối tượng được hưởng mức trợ cấp tuất hàng tháng gồm có các con bao gồm cả con khi người mẹ đang mang thai mà người cha đã tử vong, con khi lao động nữ mang thai hộ, đang mang thai mà người cha hoặc người mẹ nhờ mang thai hộ đã tử vong thì được hưởng đến khi đủ 18 tuổi, còn bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
vợ chồng đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động, vợ chồng chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Ngoài ra còn các đối tượng cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng, thành viên khác của gia đình đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc của chồng, thành viên khác của gia đình chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ luật Lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình. Mức trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức tham chiếu. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hàng tháng bằng 70% mức tham chiếu. Trường hợp một số người tử vong hoặc bị tòa án tuyên bố là đã tử vong thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng tối đa là 4 người. Trường hợp có từ 2 người tử vong hoặc bị tòa án tuyên bố là đã tử vong trở lên thì thân nhân được hưởng 2 lần mức trợ cấp, báo Kinh tế và Đô thị thông tin. Luật Bảo hiểm xã hội 2024 giúp người lao động và người sử dụng lao động được phép tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung để hưởng lương hưu ở mức cao. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã có nhiều điểm mới, mở rộng quyền lợi cho người lao động, khuyến khích việc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm để nhận lương hưu thay vì rút bảo hiểm xã hội một lần. Đối với người lao động đã ngừng đóng bảo hiểm nhưng không rút bảo hiểm xã hội một lần mà giữ lại thời gian đã đóng, họ sẽ có cơ hội nhận được các quyền lợi cao hơn. Khi tiếp tục tham gia, họ sẽ được hưởng các chế độ với mức cao hơn do các chế độ này tính theo thời gian đóng bảo hiểm như chế độ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, điều kiện để nhận lương hưu cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, trong thời gian nhận lương hưu, người lao động còn được Quỹ Bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm y tế. Nếu không đủ điều kiện nhận lương hưu và chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, họ vẫn có thể nhận trợ cấp hàng tháng và trong thời gian này, ngân sách nhà nước sẽ đóng bảo hiểm y tế cho họ. Bên cạnh đó, người lao động còn có cơ hội tiếp cận các chính sách hỗ trợ tín dụng nếu họ có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng bị mất việc làm. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 bổ sung một chương về bảo hiểm hưu trí bổ sung quy định rõ về đối tượng tham gia, nguyên tắc, quỹ bảo hiểm và chính sách của nhà nước đối với loại hình bảo hiểm này. Quy định này giúp người sử dụng lao động và người lao động có thêm lựa chọn đóng góp để nhận mức lương hưu cao hơn. Đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung bao gồm cả người sử dụng lao động và người lao động. Về chính sách, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 khuyến khích phát triển bảo hiểm hưu trí bổ sung thông qua các ưu đãi thuế, hoàn thiện khung pháp lý, chính sách và tổ chức thực hiện một cách chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch. Điều này tạo điều kiện cho người lao động và người sử dụng lao động có thêm lựa chọn tham gia để hưởng lương hưu cao hơn. Căn cứ theo Điều 125 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định nguyên tắc bảo hiểm hưu trí bổ sung như sau. Điều 125 Nguyên tắc bảo hiểm hưu trí bổ sung. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động tự nguyện thỏa thuận. Khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được quản lý theo từng tài khoản hưu trí cá nhân. Hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung thực hiện theo nguyên tắc công khai minh bạch và phải đảm bảo đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Mức chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung được xác định trên cơ sở số dư tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả được tích lũy thông qua hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo nguyên tắc thị trường. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, 4 nguyên tắc bảo hiểm hưu trí bổ sung cụ thể. Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động tự nguyện thỏa thuận. Khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được quản lý theo từng tài khoản hưu trí cá nhân. Hoạt động quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung thực hiện theo nguyên tắc công khai minh bạch và phải đảm bảo đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
mức chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung được xác định trên cơ sở số dư tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả, được tích lũy thông qua hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo nguyên tắc thị trường.